Chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục bàn về vấn đề phụ nữ tới ngày 8 tháng 3 nha. Khi người phụ nữ là bị đơn trong cái vụ tranh chấp ly hôn con chung và tài sản chung. Tôi được một người quen giới thiệu chị đến văn phòng. Chị nói với tôi rằng là ông xã tôi bỏ đi mấy năm rồi. Và khi bỏ đi như vậy thì anh có viết một cái tờ cam kết rằng là tài sản này khi tôi ra đi với hai bàn tay trắng, và tài sản này để dành cho chị nè và tất cả các con. Cái việc mà lập cái tờ cam kết có ghi chữ ký ở xác nhận chữ ký của Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn, các bạn biết rồi. Và các bạn biết không, tại thời điểm đó thì cái nhà mà họ ở, tôi chưa nói nguồn gốc đất, cái nhà mà họ ở hình như là 6 đứa con được sinh ra trên căn nhà đó chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thì anh ra đi, anh cam kết rằng là nhà này là của vợ và các con, anh không có một cái sự đóng góp gì trong cái việc vật chất cho con nó phát triển. Chị bảo với tôi là con nhen nhóp lắm, 6 đứa con một mình tôi gồng gánh, đứa lớn phụ đứa bé, học hành cũng chẳng ra đâu, hiện tại phải chạy chợ, nhà gần chợ mà quý vị, một nắng hai sương, nhưng mà cuối cùng cũng rất là khó khăn. Bạn anh đi một thời gian thì nhà nước có cái yêu cầu là sẽ làm hợp thức hóa đại trà. Các bạn biết rồi, cái vùng quê sau năm 1975 thì một số thì cũng vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cứ ai quá trình quản lý sử dụng đất qua các thời kỳ thì họ được và từ từ không phải có một số giấy tờ được cấp năm 80 mấy, có một số giấy tờ cấp năm 90 mấy, và số cái tờ cấp mà cấp gọi là cấp đại trà thì khoảng năm hơn 2000. Và vì việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cũng có thể là do nhu cầu chính nội tại của cái người có nhu cầu quản lý sử dụng đất đó, nhà đất đó, cũng có một số do nhà nước làm. Thì cái trường hợp của anh là do nhà nước làm. Các bạn biết không, thì nhà nước làm, nhà nước nói là cái nguồn gốc đất này là của ai, thì đã đăng ký kê khai trước đây là ba ruột của anh. Và ba anh thì có tổng cộng là 4 người anh em, cho nên khai nhận di sản thừa kế. Và các anh chị em thỏa thuận mỗi người được một cái nhà, mà thực tế là 4 người là 4 cái nhà rồi. Việc gì đến phải đến, quý vị và các bạn ạ. Cái sau khi anh đi thì vẫn chưa ly hôn, vẫn bình thường. Tuy nhiên thì người gọi sao ta, lúc đó vẫn chưa hợp pháp, mà người bồ này mới cầm cái giấy tờ nhà đất vừa mới được hoàn thiện còn nóng. Tôi sử dụng cái từ nóng là các bạn biết sao không? Ví dụ văn phòng đăng ký mới ra ngày mùng 1 tháng 1 thì tới ngày 5 tháng 1 là cầm cái đơn đi kiện. Và các bạn biết rồi, tại thời điểm của cái bị đơn này, chồng kiện vợ yêu cầu chia 1/2 khối tài sản. Chị đến văn phòng tôi, chị khóc. Chị bảo rằng là chị ở đó bao nhiêu năm, từng cái góc nhà chị đều biết. Nếu trong trường hợp anh cùng chị gánh vác để nuôi con khôn lớn, thì cái việc mà chia cho anh chị, đây là tài sản chung vợ chồng, chị cũng thừa nhận điều đó. Nhưng mà
thú thật với quý với luật sư là bây giờ nếu như trong trường hợp là bây giờ tôi thối thì các con tôi biết ở đâu, thối tiền thì các con tôi biết ở đâu, thối tiền thì tiền đâu tôi thối lại, mà nếu như trong trường hợp bán nhà thì các con tôi biết ở đâu. Nhưng mà các bạn thấy không, cũng một người phụ nữ không phải là đứng sau cái vai trò của nguyên đơn, họ tư vấn đó. Thông qua cái video này, tôi nói cho quý vị và các bạn, cái vai trò của người phụ nữ vẫn thường ở thế chân yếu tay mềm. Lý do tại sao hôm nay tôi đưa cho quý vị và các bạn người phụ nữ là bị đơn trong vụ kiện ly hôn con chung và tài sản chung, vì mới sáng nay tôi đi đại diện ủy quyền của nguyên đơn cũng trong vụ kiện chia tài sản chung sau ly hôn. Ông bảo sao quý vị biết không, chị luật sư biết không, toàn bộ tài sản này là tôi làm hết, tôi tạo ra, tôi mượn nợ, tôi gồng gánh, tôi làm ra hết. Bà xã tôi chỉ biết đẻ với lại làm nội trợ thôi. Đau không quý vị và các bạn? Tôi cười, tôi nói thì tôi nói với anh là cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh. Nếu trong trường hợp anh thương lượng được với bà xã anh thì điều đó là tốt. Luật sư không tranh luận. Các bạn ha. Thưa quý vị và các bạn, bị đơn người phụ nữ trong cái vụ kiện dân sự ly hôn con chung và tài sản chung, họ tột cùng cái sự đau khổ khi họ còn sống chung với chồng, khi họ gồng gánh một đám con nheo nhóc, và cho đến thời điểm này thì họ chính là người bị chồng mình kiện để yêu cầu chia 1/2 tài sản. Chúng ta sẽ không nói về luật ở đây vì thông điệp của tôi chỉ đi thiên về đề tài phụ nữ nha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành. Tiếp theo chúng tôi sẽ nói về người phụ nữ ở vai trò nào. Các bạn chờ nha. Xin trân trọng cảm ơn.